chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, chúng ta hãy cùng nhìn lại cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã dùng để hóa giải người Mã trong lần chạm trán gần nhất. Truyền thông Malaysia tỏ ra vô cùng tự tin trước thềm đại chiến với đội tuyển Việt Nam. Hãng thông tấn xã Bắc Nam A của Malaysia đã nhận định về trận so tài giữa Việt Nam và Malaysia rằng hai thất bại trước Việt Nam tại AFF Cup 2018, trong đó có trận lượt về chung kết, cần phải được xem như là động lực cho các tuyển thủ Malaysia. Chiến thắng tại Hà Nội lần này sẽ mang lại nhiều điều tích cực và nỗ lực giành 3 điểm nên được nhân đôi. Sự tự tin đó là hoàn toàn có cơ sở khi mà khoảng cách trình độ giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Malaysia là không quá rõ ràng. Hổ Malaysia đang có phong độ rất tốt, họ vừa mới hủy diệt Sri Lanka 6 bàn không gỡ. Trước đó thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng phải rất chật vật mới đem về trọn vẹn 3 điểm ở trên đất Malaysia bằng trận thắng sát nút 2-1. Tuy nhiên cách đây hơn 10 tháng, người Mã cũng đã từng tự tin như thế sau khi hạ gục Thái Lan trong trận bán kết AFF Cup 2018. Đoàn quân của huấn luyện viên Tan Chen Ho bước vào trận chiến cuối cùng với đội tuyển Việt Nam bằng tâm thế rất cao. Thậm chí là cựu huấn luyện viên Krishnasamy còn phát biểu với truyền thông Việt Nam rằng: "Có thể các bạn nghĩ là Việt Nam sẽ vô địch, nhưng theo tôi cửa đăng quang của Malaysia vẫn sáng. Lối chơi của chúng tôi từ đầu giải là rất thuyết phục. Thế nhưng mà cuối cùng thì Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018. Ở trận lượt đi, Malaysia và Việt Nam cầm chân nhau với tỷ số 2-2 khá nghẹt thở để biến cuộc thư hùng trên sân Mỹ Đình trở nên nóng hơn bao giờ hết. Huấn luyện viên Tan Chen Ho vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-1-1 của mình trong trận chung kết lượt về. Lối đá kiểm soát của họ đã hạn chế tối đa thời lượng cầm bóng của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng những ngôi sao vàng tại AFF Cup 2018 chưa bao giờ cần nhiều bóng để giành chiến thắng cả. Trong cả 3 lần chạm trán Malaysia, đoàn quân của thầy Park đều có thời lượng giữ bóng ít hơn hẳn đối thủ. Và đó là trận đấu mà người Mã thực hiện đến 457 đường chuyền, trong khi con số tương tự bên phía chúng ta chỉ là 339. Huấn luyện viên Tan Chen Ho muốn các học trò của mình chơi thứ bóng đá thượng hạng như là Barcelona, còn huấn luyện viên Park Hang-seo thì luôn nhất quán theo một tiêu chí, đó là hiệu quả. Ông thầy người Hàn Quốc luôn đặt đội bóng của mình ở chiếu dưới trước hầu hết các đối thủ. Điều này biểu hiện qua cách chơi lùi sâu và lấy phản công là miếng đánh trọng tâm và quan trọng nhất vẫn là lược bỏ hết những sự rườm rà trong các pha lên bóng. Rồi điều gì đến cũng đã đến, ngay phút thứ 6 ở trận chung kết lượt về, từ quả tạt của Quang Hải, lão tướng Anh Đức đã nhanh chân bắt vô lê một cách đẹp mắt và mở tỷ số cho trận đấu. Với khả năng phòng ngự tuyệt vời của hàng thủ Việt Nam, cộng với thêm lợi thế ở trên sân nhà Mỹ Đình, khoảng cách một bàn là quá lớn để san lấp với bất kỳ đối thủ nào tại Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam trước đó giành 6 chiến thắng, 2 trận hòa cùng với một lối đá cực kỳ khó chịu. Đến nỗi mà huấn luyện viên đẳng cấp thế giới như là Sven-Goran Eriksson của đội tuyển Philippines đã phải thừa nhận rằng Việt Nam quá mạnh so với phần còn lại, mặc dù chúng ta chưa hề áp đảo ai cả. Lầm lì và hiệu quả, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã kết liễu rất nhiều đối thủ khi mà họ vẫn nghĩ là Việt Nam yếu hơn mình. Đội tuyển Việt Nam chủ động bẻ gãy lối chơi của Malaysia bằng việc thả cho đối thủ thoải mái chuyền bóng qua lại ở khu vực trung tuyến. Nhưng chúng ta lại áp sát khá rát mỗi khi mà bóng tiến vào khu vực 1/2 cuối sân nhà, vị trí có thể gây nguy hiểm cho khung thành của Đặng Văn Lâm. Trong khi đó thì lối chơi của huấn luyện viên Tan Chen Ho áp dụng cho đội tuyển Malaysia thì gần như không tạo ra đủ áp lực để buộc hàng thủ của chúng ta mắc sai lầm. Chỉ 5 pha dứt điểm trúng đích của cả trận là quá ít ỏi để đòi hai bàn thắng nhằm lật ngược được thế trận. Đó chính là những gì đã diễn ra tại giải AFF Cup năm ngoái. Nhưng năm nay ở cuộc họp báo kỹ thuật trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia thì thầy Park lại có những chia sẻ rất khác lạ. Ông thầy người Hàn Quốc thừa nhận rằng tuyến tiền vệ của Malaysia đã mạnh hơn năm 2018. Ngoài số 20 là Siafit Ahmad, người có khả năng xâm nhập khu vực cấm địa và hoạt động rất rộng, thì số 13 Mohamadou Soumaré, cầu thủ nhập tịch gốc Gambia, và số 11 là Safawi Rashid đều có những khả năng đột phá rất tốt. Họ có thể xuống biên ở cánh phải, tạt hoặc là căng ngang và tỷ lệ ghi bàn của Malaysia ở cánh này là rất cao. Cánh phải của Malaysia cũng tương ứng với cánh trái của tuyển Việt Nam. Vị trí nhiều khả năng sẽ được đảm nhận bởi cầu thủ vừa mới trở về từ châu Âu là Đoàn Văn Hậu. Lo lắng của huấn luyện viên Park Hang-seo là không thừa
khi mà Việt Nam gặp Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Văn Hậu là người đã trực tiếp phạm lỗi với Safawi Rashid để tạo cơ hội cho đối thủ thực hiện quả phạt cân bằng tỷ số 2-2. Ba trận gặp nhau hồi năm 2018 đã chứng tỏ được sức mạnh cánh phải của Malaysia. Cùng với Rashid, Muhammadu Sumare và Ahmad đã quần nát vị trí này, khiến cho Văn Hậu, Quế Ngọc Hải và Trần Đình Trọng lúc bấy giờ vất vả chống đỡ. Và một năm sau, cánh phải vẫn là hướng tấn công chủ lực của Malaysia. Ở trận gặp Sri Lanka thì 4 trong số 6 bàn của Malaysia tới từ cánh phải. Ngoài ba cái tên ở trên thì hành lang cánh phải của Malaysia còn có thêm một sự bổ sung nữa, đó là một cầu thủ nhập tịch Matthew Devi. Cầu thủ mang dòng máu Malaysia và Australia là nỗi khiếp sợ ở biên phải. Matthew Devi có nhiều điểm giống với Văn Hậu. Anh đá hậu vệ cánh nhưng cao tới 1m79 và tấn công hay, phòng ngự giỏi và trưởng thành từ sớm. Trước khi chuyển sang khoác áo Malaysia thì Matthew Devi là thành viên của U19 Australia. Năm 21 tuổi anh đã mang băng đội trưởng của Pahang ở Malaysia Super League. Tốc độ và sự càn lướt của Matthew Devi biến cánh phải thành mũi công quan trọng nhất trong tay huấn luyện viên Tan Chen Ho. Trong khi cánh phải của Malaysia mạnh hơn thì cánh trái của đội tuyển Việt Nam lại có xu hướng yếu đi. Hai cầu thủ đá trái tốt nhất của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 đều đang gặp vấn đề. Phan Văn Đức thì vắng mặt vì chấn thương, còn Đoàn Văn Hậu thì đang có vấn đề về thể lực. Anh là tuyển thủ Việt Nam cuối cùng hội quân hôm mùng 8 tháng 10. Khác với Công Phượng, Văn Hậu ra sân thi đấu khá nhiều trong màu áo của U21 Heerenveen tại châu Âu. Anh cũng trải qua hành trình di chuyển dài và phức tạp hơn, mất thêm một ngày ở Nga. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận vấn đề của hậu vệ người Thái Bình là Văn Hậu không chấn thương trước khi trở về, nhưng cậu ấy có đá cho đội của Jong Heerenveen. Sau một chuyến bay dài thì Hậu có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, tất nhiên là cậu ấy vẫn có chút mệt mỏi. Một năm trước, Văn Hậu trong tình trạng tốt nhất vẫn gặp khó trước hàng công của Malaysia. Huấn luyện viên Park Hang-seo vì thế có lý do để lo lắng. Lịch sử dùng người cho thấy là ông Park không trao nhiều cơ hội cho những cầu thủ mới trở về từ nơi xa. Ở trận gặp Thái Lan hồi tháng 9, Công Phượng và Văn Hậu đều phải ngồi ngoài và chỉ vào sân khi mà Nguyễn Tiến Linh chơi không tốt, còn Đỗ Duy Mạnh thì dính chấn thương. Trước đó thì Công Phượng cũng đã dự bị ở trận gặp Thái Lan tại King Cup khi mới trở về từ Hàn Quốc. Vấn đề là nếu không dùng Văn Hậu thì chưa biết là ông Park sẽ chọn ai. Trong 23 cầu thủ đã đăng ký, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy đủ khả năng đá hậu vệ trái. Người đầu tiên thì chưa trở lại phong độ đỉnh cao, còn người thứ hai thì có thể trở thành thảm họa phòng ngự nếu như Malaysia tập trung khoét vào cánh này, bởi Nguyễn Phong Hồng Duy là người có xu hướng tấn công hơn là phòng ngự. Thêm vào đó anh lại bất lợi về thể hình so với cầu thủ của Malaysia. Thế nhưng dù ai là người được chọn, cánh trái chắc chắn là điểm đáng lo ngại, vị trí mà tuyển Việt Nam phải đặc biệt chú ý ở cuộc đối đầu với Malaysia vào lúc này. Tối ngày 9 tháng 10, đội tuyển Việt Nam cũng đã có buổi tập ở trên sân Mỹ Đình trước khi bước vào cuộc đấu chính thức với Malaysia. Đây chính là buổi tập cuối cùng của thầy Park và các học trò cho trận đấu quan trọng tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Trước khi bước vào buổi tập thì thầy Park cũng đã dành nhiều thời gian để đưa ra những dặn dò khá lâu với một số cầu thủ. Ông thậm chí đã đích thân đi kiểm tra cẩn thận mặt sân cỏ Mỹ Đình. Trên thực tế thì dù Mỹ Đình là sân nhà nhưng cũng khá lâu rồi đội tuyển Việt Nam mới lại thi đấu ở trên sân bóng. Đó là trận giao hữu với đội tuyển Triều Tiên vào ngày 25 tháng 12 năm 2018. Còn ở cấp độ U23, thầy Park cũng cầm quân thi đấu tại Mỹ Đình từ 6 tháng trước. Bởi vậy, việc ông quan tâm đến chất lượng mặt cỏ cũng là điều có thể hiểu được. Ở buổi tập này có một chi tiết đáng chú ý, đó là đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ đổi màu áo tập. Thay vì màu áo đỏ hoặc là vàng quen thuộc trong các buổi tập trước, thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã mặc áo màu bã trầu. Đây chính là mẫu áo tập của đội tuyển Việt Nam vào năm 2015 dưới thời huấn luyện viên Miura. Trong khi đó thì các thủ môn lại mặc mẫu áo thi đấu của năm 2017 để tập luyện. Không rõ sự thay đổi này đến từ quy định từ phía ban tổ chức hay là do một sự tính toán mang tính tâm lý nào đó của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên các cầu thủ cũng rất tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Nếu như chúng ta giành được 3 điểm trước đối thủ này thì đội tuyển Việt Nam sẽ có được tâm lý thuận lợi cho chuyến làm khách tới Indonesia vào ngày 15 tháng 10. Buổi tập này thì có lẽ là sự lo lắng của chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn là đã vơi đi rất nhiều khi chứng kiến những gì mà Văn Hậu đã thể hiện ở trên sân Mỹ Đình. Hậu vệ đang chơi bóng ở Hà Lan này đã thể hiện rất tốt và thực hiện đầy đủ các giáo án của ban huấn luyện. Nếu không có gì thay đổi, nhiều khả năng là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ sử dụng Văn Hậu ở vị trí cánh trái quen thuộc.
dù cầu thủ sinh năm 99 này vừa mới trở về sau một chuyến bay dài. Trở lại buổi tập của đội tuyển Việt Nam, hai cầu thủ bị loại khỏi danh sách đó là Văn Kiên và Xuân Mạnh thì vẫn tập cùng với toàn đội. Điều này cho thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các phương án dự phòng về nhân sự. Nhìn chung trong buổi tập này thì các cầu thủ đều đạt được trạng thái tâm lý hưng phấn và sẵn sàng cho trận quyết đấu với Malaysia vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 10 trên sân vận động Mỹ Đình. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những ý kiến bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.